Nó nãy thì giải tôi giữ giờ. Ừ. Kiếm đường nào đập xong rồi nè. Dở lên. Ô. Nè cả nhà. Ồ ồ ồ nè được nhiêu con đây nè. Cái sạc con luôn trời. Chưa cho mà nó miếng một cái thì tính sao. Mày nè. Em kéo đi cho anh dễ. Đây em. Em thử cái nhà. Thằng ấy nói để em ăn rồi hả nói anh nè. À, đậu bình luận được đi kiếm ta lưới rồi có cá ăn luôn nè. Cảm ơn anh đó nè. Cảm ơn cái anh bình luận mà nói hai chồng đi chặt dừa nước hồi mất tiêu ta lưới. Mà ta lưới em coi cái clip đã mất cưỡng chứ ta lưới nó cứ chạy hai chồng em bơi xuồng mà lo hái trái giác không à. Lên chào cả nhà nha. Em chào cả nhà nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Mời khỏe nha. Ngày có mua hai cái lờ mà em đặt từ chuyện qua. Cái lờ thì ta đặt nước ngọt không à. Mà em hay dùng nước mặn em cũng chơi mà mua lờ em đặt thử biết dính không. giống thằng gì đó. Đặt cái lò với đầu cây ha. Trời ơi. Chỗ nào có chiếc chim lên đặt con vợ chỉ đó. Nói gì trời. Chỗ nào có trên cây có chim mới có cái chim lên đặt cái trên đầu cây đến đó. Ừ, thằng nào? Thằng gì đó, thằng khờ gì đó. Thằng khờ ở bên Pháp bệnh hay gì? Thì anh thằng khờ Việt Nam đó. Trời ơi là trời. Chưa nghe chuyện luôn nè, mà nó nghe đâu hay kìa. Nhớ em hay nghe đó, ý là cái thằng gờ nó chỗ nào có đường khe nước chảy đặt cái lời đó. Trời ơi là trời. Lời chỗ nghe vô cầu tắm chứ, đặt cái lời nghe đó. Nhớ chuyện còn mà anh... tôi cầu tắm gì trời. Nó lưng cái gì nói gì. Còn anh là đặt nước ngọt, anh đi đặt nước mặn. Trời ơi trời, mà ta đặt cái nước, ta đặt cái vuông đàng hoàng. Giờ đi thăm đấy con có dính con gì không, có đợi ai chiều làm con chiều ăn nè. Đi đặt đôi chỉ thăm đó đi. Trời đất nãy giờ. Rồi đi bơi xuồng rồi. Anh chỉ em đâu rồi em thăm đó à. Trời ơi cấm này biết nói chuyện tiếu lâm nữa ta. Đi đi xuống đẩy xuồng rồi đi bắt ba phi. Ghê trời nãy nói chuyện tiếu lâm nữa giờ. Trời nước có gì nắng nha nè. Hồi chìm nữa giờ. Chìm mới chìm luôn đi. Ở trống bên này nè. Ở đâu? Cái này nè. Cái chuyện đó là kêu rằng cái thằng đó là kêu bản thằng gì quên cái gì. Thằng gì là thằng gì? Thằng Tiêu Lâm hay gì? Thiệt chứ khổ thiệt. Cái này nói chuyện hài nữa. Dạ chim kiếm cá ăn. Cái này nè. Ngồi đây. Ở chỗ nào? Trong bụi rau đám muốn mình đó. Nó mà muốn này bữa nào em chế biến món gì em? Bữa nào đi em hái em chế biến. Biến món gì? Món giờ chưa nói được, lại giờ bữa đó làm mình nói. Rồi chờ tính chế biến món ăn linh thinh. Ừ. Gì? Đâu? Đâu rồi? Đó không? Chúng ăn trộm hay gì? Có vô đó không? Không. Rồi. Kìa kìa kìa. Thấy không? Nè. Rồi, vô dở, tự dở luôn đi, tự làm tự dở luôn đi. Nó nãy thì dở, tự dở dở. Ừ. Nghĩ đường nào đạp xong rồi nè. Dở lên. Ô. Nè cả nhà. Ồ ồ ồ nè, được nhiêu con đây nè. Cái sạc con không trời? Ủa lộn. Cái sạc thiệt có phi. Có phi con không mày? Rồi, rồi được mấy con ní ní. Được mấy con? Được mấy cái lợn? Được cái con cái nữa. Cái nữa đâu? Này nè. Đó đó. Rồi chất quốc luôn. Rồi được mấy con nữa hả? Mua có hai cái à. Đặt thử. Biết con này cái nào, có cái nào không nữa. Đó không? Ừ. Rồi. Thằng này thằng khờ ừ. À, mà đặt lợn nước mặn nữa này. Rồi. Trời ơi là trời. Trời. Nè, có mấy con nè. Gần như đây rồi, vô đã đi ăn. Làm gì ăn không nổi. Vô đây ăn không ăn được một găng đi một đũa nữa hết rồi. Thôi kệ đi, có đang hết có nhiều nhiều đi. Ừ, vô đây sao ăn? Cái nhỏ này vô chiên xù ăn lên đây. Ừ, rồi có mấy con không nổi. Chứ giờ ăn vậy giờ có gì đâu ăn. Kệ đi, lấy này vô mình chiên xù luôn. Rồi có mấy con chiên xù thì thả mẹ đi. Thả uống vậy? Thả đi. Thì nhà có gì lục tủ lạnh lên tiếp đi ba ơi. Lục nhà có gì đâu. Có trứng không à, có gì đâu. Yeah. Thôi kệ đi, mấy con cá này mình mổ bụng mình chiên xù.
mình chiên trứng thêm nữa cho mấy chinh nó phá trứng chiên lắm anh Đào. Nè. Mấy chinh nó phá trứng chiên lắm. Người nhiêu đây mà ăn gì? Có con không? Thả đây. Thả đây, ăn nó sườn đầu tươi mua. Vậy hả? Mấy thả rồi thả. Nè, mở rồi thả đây. Ăn mốt có cá bự ăn tiếp chưa? Không xanh luôn á. Không xanh đây. Rồi, không xanh luôn. Nghe là nó không xanh. Thôi em lụm luôn rồi. Trời ơi trời. Chiều nay mà không có đón cái đầu tư không có con nào cái này cho nhịn luôn nè. Nhịn luôn. Có gì ăn đó luôn. Thử thách bữa nay thử coi. Thử thách đón cái đầu tư phải không? Ồ, nãy giờ tôi lên nhà rồi bà đi đâu rồi? Tôi đi kiếm tay lưới ông nội ơi. Anh nhớ cái clip trước mà mình quay không? Ừ. Mà cái tay lưới em để ăn sao vậy nè? Ừ. Mà lo kiếm cái giác không à, đâu có thấy cái tay lưới nó bị vướng vô nhánh cây á. Ừ. Rồi cái tay lưới nó cũng xuông à, cái nó cứ xả thả dài đâu có khoảng chục mét gì đó. Giờ em vô em đọc bình luận á. Ừ. Anh nói canh đó, anh vô anh bình luận anh nói. À, hai vợ chồng đi chặt về nước rồi mất tay lưới. Em mới xuống xuồng em coi thì mất tay lưới thiệt. Hay à. Dạ. Giờ em đi kiếm tay lưới nè, nó mắc vô nhánh chà thiệt, nó kéo cái chục mét nè, dính được mới cá luôn anh, khỏi cần văng. Dạ. Yeah. Có đa. Đâu. Lạ cho em lại luôn à. Được 4 năm con nữa vậy, chết không? Chết hết hả? Không, cũng nóng nhẵn à nè. Vậy thì em làm ăn luôn. Em mắc cười, mày cũng cảm ơn cái anh vô bình luận nha. Không thôi là em đâu có biết tay lưới mất ở đâu đâu. Thôi mất tiêu hư rồi, tay lưới cua rồi, canh luôn. Em vô, đã dính con cua đưa cho anh. Dạ. Yeah. Đã dính con cua nữa. Nè, dính nhiều cá nè. Ừ. Em mắc cười cũng chết, nó bộn mà. Không cần văng cũng có cá ăn. Rồi vậy vô làm gì? Cá này giờ là vô làm gì vậy ta? Để suy nghĩ coi làm món gì đây. Ừ. Kệ đi, nhờ hên chiều nhờ có tay lưới này hả cũng có cá ăn luôn. Hai cái lò này chất quốc. Hai lò thế quốc cả nhà. Dục đi luôn. Cái này là sự thật luôn á. Cả nhà cứ vô xem kỹ cái clip trước của vợ chồng em chặt như nước á là cái tay lưới nó gì đó. Nó cứ chạy nó dướng như đánh trà cái nó chạy vậy đó. Nhờ có cá ăn luôn à. Tiếp vừa vừa nước với cái cá kho canh chua chứ giác được có cá luôn ngon ha. Ừ, khỏi cần văng cá mà mất cười thì em lại em mấy tay lưới mà em thấy kiếm cá cho mất cười nè. Gỡ ra thế là đừng vô con cười tươi te tét nữa ha. Hên nhờ có cái ông đó là mình lượm thôi cái ta lấy tay lưới dục luôn. Không biết tay lưới mất luôn á, em đâu biết tay lưới mất thiệt đâu. Nhờ tự nhiên sao em vô đó mình đọc. Đọc bình luận được đi kiếm tay lưới rồi có cá ăn luôn nè. Cảm ơn anh đó nè. Cảm ơn cái anh bình luận mà nó hai chồng đi chặt về nước ngồi mất tiêu tay lưới. Mà tay lưới em coi cái clip nào mất cửa chứ tay lưới nó cứ chạy hai chồng em bơi xuồng mà lo hái cái giác không à. Không có hai tay lưới làm sao nó tụt xuống sông. Rồi cái đi kiếm nãy dở hai cái lợ không có, cái đi kiếm tay lưới. Tự nhiên có cá ăn luôn. Công nhận đúng là thiệt ha. Ở hết rồi nè. Nè. Được bổn con. Rồi 4 6 8 con. Mình ngâm như một đêm rồi. Một đêm. Như một đêm rồi một ngày luôn. Mới dính. Em á, cái chục mét là nó thẳng sao mà cái tay lưới sao mà nó thẳng băng luôn anh. Ừ. Cái hồi loại khúc sau thì nó cuối nồi vậy nè, nguyên cục đóng vậy nè. Mà nó dính ngay khúc một đống cuối nồi đóng con. Nó dục 2 lờ lên cái em lên trên nhà em chỉnh clip này kia. Giờ đi kiếm lưới có cá lại. Trong vòng 5 phút rồi anh, có cá ăn liền. Nhanh thiệt ha. Nhanh thiệt, nhờ cái anh đó, cảm ơn cái anh bình luận em biết tên gì hết trơn á. Anh có bình luận mà, anh có coi clip này nữa, vô bình luận tiếp nha. Coi vợ chồng em đi có mất cái gì không, chỉ tiếp. Tao đi xíu mất cái tờ lưới à. Có cá rồi cả nhà. Giờ cá làm món gì em? Cá giờ ăn chiên ăn nấu canh là cũng ngán mà giờ kho đi cá giờ kho cả nhà giờ thêm nấu thêm món mới nữa phay mì mẹ em chồng cũng mấy tháng rồi nay em nhổ cái bụi phay mì ra. Wow. Em lấy cái củ em nấu canh. Ừ. Nấu canh với tép. Ừ. Rồi có mấy anh chị ở đây hỏi hay bình luận á kêu vợ chồng em ăn cái đợt phay mì á non á luộc ăn ngon lắm nay em review luôn em bẻ đợt phay mì vô em luộc rồi ăn coi thử nó ngon tới cỡ nào. Bây giờ chơi lớn luôn. Giờ nhổ phải mì cả nha. Nhổ phải mì. Giờ hai vợ chồng em lại kiếm cái bụi này. Bụi này em. Ồ nhổ bụi đó đi anh, bụi đó thấy bự nè. Anh chặt ra làm sao mà vừa cái tay anh cầm thôi. Để cái bụi phải mì lên hồi mình bẻ đọt nha. Thôi không tận dụng vừa ăn củ vừa bẻ đọt luôn. Đó. Nổi không cha nội? Có củ không anh?
chừng anh đẻ anh lội chuyện gãy anh kéo thẳng anh thẳng lên. Đúng rồi, đúng rồi, có hai cái sừng luôn. Anh làm gì nó gãy cũ dưới đất đó. Này lấy giá đào cũng được, lấy giá đi. Lấy giá đi, rồi để lấy giá ra nha, để đợi anh Tèo lấy giá. Giờ anh Hiển lấy cái giá, cầm cái giá giống khỉ quá. Này nó này hơi cứng. Nhỏ coi thứ nhiều củ không? Có củ không biết. Trồng 4 tháng rồi đó. Trồng 4 tháng rồi đó. Từ lúc mình dịch chưa cắt nhà. Đúng rồi, chưa cắt nhà tới giờ anh là 4 tháng rồi đó. Cái phay mì này nó có bông luôn nè cả nhà. Nè, phay mì có bông luôn rồi nè. Đó, anh có củ gì đó phải không? Củ nhỏ. Củ nhỏ, mà củ chắc củ không bự đâu. Kệ đi, nấu được tô canh ăn được rồi. Nè, đó. Phay mì cỡ này là mấy vừa ăn nè, đừng có ấy quá nó bột. Nè, kìa. Ồ, dính củ ấy luôn kìa. Chúng bự luôn nè ha. Cái củ này cỡ này là ăn vừa nè. Mày cái đồ ta coi. Trời ơi trời. Em sụp lỗ cả nhà. Trời ơi trời. Không có làm ăn gì được hết trơn trời. Bước xuống sụp lỗ. Nè. Là gọt gọt dữ rồi. Nó gãy ở dưới kìa anh. Okay không? Trời, nhiêu đây dư sức nấu canh luôn. Nhóc luôn. Nè nó gãy ở dưới kìa, anh móc ở dưới đi. Nè, hai củ này là đủ nấu canh. Dư sức luôn, rồi anh lấy ra anh chặt ra đi. Chặt từ củ ra anh, rồi em lụm vô, em rửa sạch rồi em lột ra. Rồi mình chặt cục cục quá mình nấu canh. Đó. Rồi. Rồi. Cái lụm đi. Xong. Rồi để em lụm vô cái nhà, em vô em rửa. Được mấy củ. Ừ. Nhiều đó dư sức luôn em. Dư luôn anh, nấu nhiều nồi luôn. 4 tháng con đâu bự như mấy lần. Ừ mà cái củ này cũng chưa có nhiều quá ha anh. Chưa nhiều. Chứ nhầm một bụi là hái cái chục ký luôn á. Ừ. Rồi. Trời, hái đọt con. Chắc hết qua đây hái đọt phay mì luôn bữa nay. Đọt gì để hái luôn đó. Cỡ nào? Hái non được. Non gì nè. Chắc non non gì đây quá, em chưa ăn lần nào. Chưa ăn biết. Nào. Mà chắc mình hái mấy đọt non non này đi. Mấy lá non non nè. Ừ. Vô luộc ăn thử thế nào. Có hẩm mấy anh chị cứ kêu hoài nó nha. Hái đọt phay mì vô luộc ăn. Ngon cũng nhóc. Cái này suối tôi ha. Tại tôi chịu chơi lắm, cái tôi nhà tôi có gì suối tôi là tôi bụp cái đó. Mà cái ăn được nha. Chứ đừng có suối cái ăn được, ăn chích queo đi. Em chích queo cái không ai quay clip cho cả nhà xem đâu. Nè, quá trời đọt ngon luôn. Tận dụng lấy củ lấy lá là luộc. Dữ thiệt con vợ. Nhiều khi có những món mà ngon á mình chưa từng ăn nên mình không biết á anh. Ừ. Tối giờ phay mì lắp phay mì là em chưa ăn lần nào luôn á. Đọt phay mì này nè. Ăn thử. Ăn thử coi sao. Trời lớn luôn. Cái này mới gọi là ăn trên đầu cha người ta nên được. Đầu phay mì của người ta là em đi bẻ đọt ăn. Bẻ sao mấy cây mì chết chứ, mai mẹ lên mới chửi. Vô. Đâu. Quá được nhiều đây. Có một hồi hộp. Phay mì với đường gỗ rau nè. Với cá nữa, đủ rồi. Được, với chị không? Đại ca vô rửa dao, rửa phải mì rồi ha. Được ha. Bớt xịn, chứ xịn quá hả ngài. Rửa là mà lọt ra. Thật phải mì xong, tao vô cho em bằng cá. Lọt phải mì. Bỏ dưới đi. Dạ hay gì? Cúc cây. Cúc cây ha. Ừ. Nè cái cây nè. Trẻ tắt nha, đâu trắng phiêu phiếu luôn nè. Ừ, đã cái da nó dày quá. Ừ. Trời em mà đụng vô nó đen vô nè. Ừ, rửa, rửa chứ bây giờ mất rửa sình này ra rồi lọt nữa lâu lắm. Ừ. Chút mình chặt khúc khúc mình nấu với tép anh. Ừ. Nó canh với tép ngọt sớt. Ừ.
rồi vợ rửa sẽ rau xong vợ qua mình cá phải không Linh? Không sao. Wow. Bữa nay em biết cái món nào đặc biệt nhất không? Cái gì? Món đọt khoai mì lượt là món đặc biệt nhất nè. Giờ hấp cá. Hấp cá, lựa miếng cá ngon ngon mình thôi. Không thích ăn cá cái hay cá đực? Thích ăn cá cái. Dư rồi, 5 con thì mình đủ ăn. Em lựa con cái cho anh ăn không đó. Trời ơi. Cơm chưa cũng đực lại em ăn. Rồi anh em cho nước mắm vô rồi đã dậy cho 2 muỗng đường tại cái muỗng này nhỏ xíu. Hôm nay chuyển qua mà 4 cái hũ nữa. Mua hạt nêm bỏ vô nhưng mà không gài hết hạt nêm mình không mua anh. Một muỗng bột ngọt. Bông hoa lá hẹ đó anh. Cho 1 muỗng muối. Cá này thì dễ kho, không cần mở tỏi mở hơi gì hết trơn á. Dễ kho, nó không có tanh. Cho miếng nước màu. Trộn đều lên. Trộn đều để thấm. Các em xay qua em thấy phai phai à. Sạch chặt phai. Phai mì hả? Trộn vô đây ăn muốn chỉ luôn nè. Này đậm ăn hết. Còn bữa nay cho nó đậm đà cái gì. Chấm gạo nè. Hộp cá để bên cho nó thấm. Giờ vợ lấy ha. Em mày sao? Sao vậy đó hả? Ủa nhắn tin luôn em. Nó có dạo không? Không. Cái này cũng bột nè. Bột á hả? Đúng rồi. Cái này mới bột nè. Còn rắc vậy nè. Hồi mình dễ gấp á. Đó giờ mới ăn, anh mới ăn nó phải mình nấu canh nào thì. Vậy hả? Còn nhỏ em ăn hoài luôn á. Giống như tuổi thơ em làm như bất hạnh hơn anh, cái gì em cũng ăn á chứ. Bất hạnh hơn anh vậy trời. Giống như là kiểu như là món dân giả quê này cái nọ đó. Là kiểu như là không có gì ăn á. Tại sao anh không ăn không? Sao? Là anh ở vùng biển. Là anh không có ăn không? Không có ăn. Vùng biển như người có cá này kia, cua, tôm này kia. Có nhiều thứ mà em ăn rồi mà anh chưa ăn. Phải gọi là anh bất hạnh hơn em. Như bữa nay là đột khoai mì cũng mới ăn đầu tiên đâu, bữa nay món ăn đầu tiên của anh không à? Không, à, đột khoai mì của em cũng mới ăn đầu tiên. Khoai mì nấu canh em ăn rồi, em ăn hoài. Khoai mì nấu canh cá luôn á, nấu canh cá lóc á. Cũng được, tại mình không có cá mình nấu á. Sợ mấy anh chị không biết ăn, mấy anh chị quở, trời ơi khoai mì nấu canh cá ăn tăng gình. Nhưng mà ăn được nha cả nhà, ngon á, em ăn rồi á. Xào tôm với nó thơm à. Hai bán mười tanh. Xào tôm với bán mười tanh à. Mình nấu với tôm này ngọt nước. Tôi nói thiệt chứ, vợ tôi mới đứng đâu ha. Đó là hũ mắm tới đó, hũ mắm tới đó. Rõ ràng tôi thấy thiệt. Sợ dữ lắm luôn á. Đó, hũ mắm đó. Ờ, nó hoàng ức gì. Đây nè. Cái gì? Giới thiệu luôn. Trời ơi trời. Món này mắm cá phi. Trời ơi trời. Món này mắm cá sạch. Ông nội ơi. Món này là mắm biển nè. Mắm biển mà không gì với cái đồ dàm mua nè. Biết rồi dẹp đi. Bỏ thật IQ tao để ra IQ nói chi vậy. Giờ bỏ ra vô đây sẵn. Tỏi vô đây sẵn vậy. Bầm miếng tôm luôn. Bầm tôm ra gì nè. Món này nó ngon. Con tùm xú bự quá. Mà tỏi. Cái chân nhớt nè, anh gõ em ra luôn nè. Rồi xong. Nó chân dữ ta. Chẳng dễ gì làm khó được em. Wow. Làm sao làm khó được em được. Xem mà tỏi cái xào tôm nha. Nước vô cái bên này. Hộp thịt vợ ốp sẵn cho miếng chinh nè. Miếng chinh dùng cái cá rồi không chịu ăn cái nha. Chiên thịt cho miếng chinh. Hôm nay chiên thịt với làm món gì cho miếng chinh nè. Hồi em chiên miếng thịt đó em có bún anh. Hồi nó phải ăn bún hay rau xà lách rồi đó với dưa leo á. Rồi
làm cho miếng bún rồi chan với miếng mắm lạc. Wow. Rồi vàng mình bỏ vô. Giống như đọc hai chồng mình đang biết, tôi muốn nói gì đó. Cho vớt. Vớt đi. Cho miếng đường vô. Còn dữ không? Chứ một hộp. Nè, cho nó máy mình cho miếng rồi nè. Là mì đấy. Lần đầu tiên cũng món này luôn, cả nhà chưa ăn thì của cả nhà cũng làm thử ăn luôn đó nha. Rồi, đổ nước vô luôn đó nha. Đó. Nước rồi. Rồi, qua đây chiên. Qua đây chiên thịt luôn. Bỏ thịt vô. Đại ca bún một miếng gì nè. Đại ca à. Con nít thì phải ăn thịt không nhỉ. Nó chịu ăn cá. Hải Trinh thì cũng đỡ hơn chút mà nhà cũng nghe dạy bắt ăn cá này. Nè, uống miếng rồi kìa. Ồ, nước sôi cả nhà. Rồi thả phần này vô. Rất ngọt lắm đây. Mà phải mì luộc không ăn là ngon à. Con này thịt chim. Giờ nãy nêm cho tôm nó thấm, giờ nêm là muỗng muối nữa. Nêm canh. Tí thịt ngon. Tí đường. Hồi cũ thì mày ăn nó bùi lắm à. Nó chồng rồi. Nhờ thịt chín. Chín nhà này gấp ra luôn. Đi Trinh thì có một bữa ăn ngon rồi đó. Rồi để chảo lên kho luôn nha. Để chảo nó còn khá nữa nha. Quá cái nồi này nó sôi. Cái nồi nó còn ảnh luôn. Bắt lửa này lên chưa? Cá cũng săn nè. Không nấu gì vô. Vô. Được rồi. Chín là thả hành vô. Thả hành thả ớt vô. Rồi cá cũng chín rồi, sắc ớt thả vô. Nguyên trái luôn, cho cay trái cái nắp luôn. Rồi cho hành vô. Luôn. Có màu cái nhìn nó đẹp. Tắt lửa còn bên đây luôn, tắt lửa luôn. Cho hành vô luôn. Xong ha. Xong. Giờ luộc mới đọt phai mì nữa rồi dùng cơm nha. Đó. Giờ cho nước vô. Sôi mới thả rau nha. Cho tí muối vô nè. Cho tí muối vô. Rồi, nó sôi. Đi luôn. Thả đồ con mì vô. Chơi gỗ luôn nè. Chơi gỗ luôn chơi lớn. Biết ăn được không chơi đi chơi. Đấy, được không được gì cũng bụp hết trơn. Anh thử. Mình không thử sao biết mình ăn được hay không, cái gì mình phải thử. Cái gì chưa từng ăn là càng phải thử. À. Chính xác. Những người đó đó anh cua em không được, anh phải càng cua cho bằng được phải không? Ôi ba ơi, ba cua của tôi ba ơi. Làm những thịt chai với trời. Nó xìu rồi đó. Chở bề. Dọn lên hết rồi cả nhà. Cá kho, canh phai mì, đọt phai mì non luộc với tô bún của Mỹ Trinh, chất lượng dữ tợn. Tô bún chất lượng hơn cha mẹ cả nhà. Rồi giờ mời cả nhà lên dùng nha. Dọn lên hết rồi cả nhà, mời cả nhà dùng cơm với gia đình em cả nhà. Em mời cả nhà dùng cơm với gia đình em nha cả nhà. Dùng cơm tối giờ này tối thôi đó cả nhà. Dạ. Tối luôn. Con mời bà cô chú à. Ăn bún với con rồi ăn cơm gia đình con. Trời ơi, tôi mới tin vui. Cộng được không? Xong từ từ. Không từ lên. Từ lên. Mình thử cái đọt này coi. Ăn miếng cơm trước thì thử cái đọt á.
Thử cái đọt khoai mì non luộc cái nha. Chưa cho mình nuốt nước miếng một cái thì tính sao. Mời nhà nha. Em kéo đi cho anh dễ không? Đây em. Em thử cái nha. Thằng ấy nói để em ăn rồi hả nói anh ạ. Để mà cả nhà nghe đọt khoai mì cả nhà. Chưa ok. Được, nhẵn nhẵn. Nhẵn nhẵn thôi. Nó có gì nhẵn nhẵn mà nó dai dai. Dạ. Chứ nó không có giòn. Nó dài dài cái nhà. Tôm nha. Còn mà ông bà cô chú ăn cái nhưng mà cũng ăn được. Được. Chứ không phải mà. Ok, được được. Miếng cá nè. Dài. Nó dài. Có ớt nè, kẹp đi. Mà cái nhà nha. Thôi mà. Được ok bộ. Làm miếng nữa anh. Ừ. Chứ rồi. Ừ. Ăn mà phải ăn cho nhiều. Thưởng thức là phải phải chân thật. Ăn mới nhiều nhiều. Đưa chén anh nè. Thấy xong chứ, mẹ là ngon. Quá ngon luôn. Thịt ướp, thịt ướp á. Chấm có ăn cũng được đó nhỉ. Thấm không? Thấm, mẹ giờ thịt mẹ ướp thấm quá trời thấm luôn, ngon. Dạ, thấm mắc cò bên này. Thấm mắc cò, ồ ngon à. Đây phai mì cả nhà. Mà cả nhà nha, phai mì nấu canh. Tôm. À, của phai mì nó ăn nó ngon. Nó không có bột nhiều cái nhà. Tạm như là nó chưa có đủ lớn á, chưa có bột nhiều. Nhưng mà ăn nó bột bột ngon, em thích ăn phai mì này nè. Rồi mà thưởng thưởng nó đều. Phải ăn thử nè. Này sượng không? Sượng sượng, nó giống như không phải là sượng. Ừ, nó trăm lắm, đúng rồi. Nó không có bột. Được. Nhưng mà ăn dẻo cũng ngon á, anh ăn thử nè. Cũng mới lần đầu tiên rồi. Ngon hả? Cả nhà chưa ai từng ăn cái này thì cứ nấu ăn thử cả nhà. Mời nhà nha. Cảm ơn mắm. Phai mì này ngay em luôn rồi. Em thấy ăn gì nè. Bột quá ăn ngán em không thích. Đúng rồi. Ngon, dễ dẻo, ngon. Thơm vậy á. Dẻo ngon nha. Một lần nữa, cảm ơn cái anh vô bình luận đi kêu đi kiếm cá lưới. Nên bữa nay vợ chồng em mới được có một bữa cá ngon. Vô kiếm cá lưới. Cái này lưới mới có cá nè. Đậu tương sao này ngon ta. Wow. Ta. Được mà. Cả nhà là không chưa từng ăn làm thử ăn nha. Với có cô chú anh chị cũng kêu hay là cái đợt khoai mì này luộc dám ăn cũng ngon, bữa nay cũng ngon luôn ok luôn nha. Này món nào cũng ngon, đặc lạ ngon. Thì ăn cục bự luôn. Ừ. Ngon. Chấm nhiêu cá kho ăn ngon á. Không biết là ăn xong thì như thế nào nhưng mà. Cục bự rồi. Chàng ta đọc là Minh Dương còn mình đọc là Cà Mau á chàng. Ok. Nó tựa tựa cái rau gì mà em không hình dung ra được ha. Mình không hình dung ra được không? Nó có tựa tựa cái mùi của đọc mì quá. Rất luôn. Chính xác tựa tựa là mày nói là những chuyện chính xác thông minh trật. Nó tựa cái mùi của mình dung ra được cả nhà nhưng mà chắc chắn là tựa tựa cái mùi của đọc mì. Như tôm này, nó quá rồi. Cái đọc ngon quá rồi. Này, đọc mì. Tắm nước cá kho. Ok không? Ngon ha. Dùng nước cá kho nó không có đắng rồi này. Ừ. Hồi mới chín bên này. Làm con ấm bụng rồi. Quá xa đã luôn. Rồi thôi mày. Mày canh. Ừ. Ngon nè. Trắng tươi mà nó ăn gọt 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 ăn. Nó cái tôm ngọt ha. Ừ. Chàng canh luôn hả vậy? Wow. Ừ, tôm nè. Nước tôm giang. Nướng sao? Phải nướng sao? Ngọt sớt luôn. Ngọt sớt luôn ngon. Thiệt cái này ngon. Rồi là ngon.
Hồi đó đâu có tôm để nấu đâu anh, ở dưới quê của mình đâu có tôm để nấu đâu. Mẹ nấu bằng cá. Cá cũng ngon à. Đâu có tôm nấu là quý. Khoai mì này ngon à. Em thấy ăn khoai mì cái sọt sọt vậy nè. Chứ bột thì em không thích. Luộc cũng vậy luôn, em thấy ăn gì đó. Thấy ăn sườn sườn ha. Xin vợ đừng chán cơm. Đúng không? Món này lập lạ mà ăn cơm bắt ngon. Bây giờ cái gì đã lạ là ăn là ngon à. Ừ. Nhưng biết không? Mình dễ ăn á. Rau gì mình cũng ăn được á. Cái gì đắng đắng mình cũng ăn được nên mấy cái này thì quá bình thường. Mình dễ ăn. Rau hơi nhẵn nhẵn thôi nha. Ai mà ăn không ăn nhẵn được thì chắc không ăn được, nhưng mà ăn được là ngon cũng ngon. Vợ chồng em đi ăn được cái nha. Biết món này lần đầu tiên ăn luôn á trời. Mình mốt món này no nữa. Chắc mấy đọc cho đi của mẹ. Đi tàn quá thì ăn hết trên này xuống dưới nhà mẹ nhóc. Con ở dưới là tràn khác luôn nha. Ôi rồi, miếng chanh chanh to luôn cả. To luôn. Nữa không? Dạ. Tính đâu nữa chứ. Mẹ hỏi chơi thôi con. Thôi video em chắc cũng tới đây cả nhà đón xem video tiếp theo nha. Cả nhà cho em xin lượt đăng ký, lượt like, lượt lượt đi chia sẻ cả nhà. Bye cả nhà nha, bye cả nhà, cả gia đình. Bye cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ gia chồng em nha. Cảm ơn mọi người, nhà nhiều sức khỏe nha.